Dạ, con xin điềm khuyết ạ. Abalasang quá, hợp âm Balasang y quá. Abalasang đốt các số ít của danh từ hợp thể nam tính. Abalasa, Abala cộng Asa, con ngựa yếu đuối, con ngựa què. Suy khát sơ, chủ cách số ít của danh từ hợp thể nam tính. Suy gác xá, suy khá cộng Asa, tuấn mã, con ngựa tốc lực, con ngựa chạy nhanh. Hi toa, ha cộng toa, bất biến, quá khứ phân từ của động từ cha hát tí. Và tí thì hiện tại ngôi ba số ít của động từ gia tí, gia cộng á, chạy đi. Sum mê thát sơ, chủ cách số ít của danh từ nam tánh. Sum mê thát sá, sum mê thát, việt văn chuyên cầm giữa buông lung, tỉnh thức giữa mê ngủ. Người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa yếu. Hoặc cũ 29. Chuyển văn Mamate su ap mamato su te su maho cha gato maho cha garo su me thap sơ si khát sơ wak ya ti alasang alasang hi toa. Không dễ vui giữa những người giải đại, luôn tỉnh thức giữa những người ngủ mê. Bậc trí, trí nhanh như ngựa phi, bỏ lại sao con ngựa gầy yếu. Lý giải, bài kệ này, Đức Phật nói đến hai tính cách, hai vị tỳ kheo nọ cùng xuất gia, cùng học đề mục thiền, nhưng một vị chuyên cần hành thiền, luôn chánh niệm tỉnh giác, nên trí nhanh đến đích, cứu cánh phạm hạnh. Còn vị kia thì chệch mạng, không chánh niệm tỉnh giác, như kẻ mê ngủ nên bị lùi lại phía sau. Hình ảnh con ngựa khỏe phi nước đại, bỏ lại phía sau là con ngựa què yếu đuối, là hình ảnh mô tả về vị xuất gia chuyên cần tu tập sẽ đạt đến mục đích nhanh chóng, và một vị xuất gia nhưng giải đại tu hành sẽ không thành tựu được gì. Trong giáo pháp này, người nỗ lực chuyên cần sẽ tiến hóa, dù là pháp học hay pháp hành, sẽ vượt bỏ người giải đại biến nhát, cũng như trong cuộc đua con ngựa khỏe thuộc giống nòi sẽ phi nhanh về đích, vượt bỏ con ngựa hèn yếu. Dạ, biên soạn giáo trình Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp tán tâm thanh tịnh cung thịnh pháp sư, trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rạnh ràng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào Hòa Thượng Nhật Đản cùng
chư tôn đức thân trợ tất cả quý này tuân thủ quy Phật tỉnh. Kính thưa quý vị, nhân cái câu chuyện về hai vị tỳ kheo bạn hữu cùng xuất gia và cùng học đề mục thiền với Đức Phật, nhưng rồi khi hai vị đi đến một cái ngôi làng ở tại cái vùng xa ở trong rừng, một vị thì tương đối nỗ lực, nhiều cái thời gian để tu thiền, còn vị kia thì sao nhãn cái đề mục thiền, cũng dùng nhiều cái thời gian nhưng mà phí thời gian trong cái việc ngồi hơi lửa sưởi ấm và trò chuyện với các vị sa di. Dù được vị sư bạn nhắc nhở nhưng mà vị kia cũng không có nhận thức được và không có tinh tấn. Tinh tấn không phải dễ vui, sống tỉnh thức, cho nên không có bao lâu vì đã chứng được quả vị A-la-hán. Còn cái vị sư, vị tỳ kheo nọ thì không có chứng đắc được cái gì, vẫn còn là phạm phu. Một ngày kia hai người trở về Chetavana để lễ Đức Phật, thì vị tỳ kheo mà giải đãi vì đó mặt đến Đức Phật trước như để nói đến cái sự siêng năng tỉnh thức của mình ít có ngủ. Nhưng mà thức để làm cái gì thì vị kia không có nói rõ, nhưng mà vị kia chỉ nói cái vị tỳ kheo nọ bạn của mình chỉ có thức được có canh đầu, còn canh giữa thì vô cốc ngủ, lấy cái chuyện mà ngủ nghỉ đó để chê trách cái vị kia không có sống tỉnh thức. Đức Phật đã biết câu chuyện đó, ngài liền quở vì tỳ kheo biết nhá, rồi ngài thuyết lên cái bài kệ này: Mato bóng tê xúc xúc tê xúc bóng cha ra ngô ở bà lá sang quá xì khát sô hít tòa giả tí xù mê thật sô. Chuyên cần giữa buông lung cảnh thức giữa mê ngủ, người trí như ngựa phi bỏ sao con ngựa yếu. Quá thật vậy, ở trong cuộc tu tập của chúng ta
chúng tôi cần phải tranh thủ. Và qua một thời gian, người có cái sự tiến bộ trong giáo pháp sẽ thấy rõ, và cái người mà dậm chân tại chỗ trong giáo pháp cũng thấy rõ. Lúc mà khởi động mới xuất gia tu tập thì thấy ai cũng giống như ai, nhưng mà sau thời gian tu được 5 năm hay 10 năm thì sẽ biết rõ ai là con ngựa yếu hèn và ai là con tuấn mã. Sẽ biết rõ. Đức Phật đã dùng hình ảnh của một con ngựa hay và một con ngựa dở. Bước đầu khi khởi sự chạy thì khởi điểm giống nhau, nhưng mà cuối cùng thì con ngựa hay nó sẽ chạy bỏ sau con ngựa dở. Ở đây thưa quý vị, nhiều pháp những chúng tôi tu, nhưng mà ở đây trong bài kệ này Đức Phật ngài chỉ nói lên hai pháp thôi. Cuối cùng mất tô và mất tê sụp chuyên cần giữa buông lung, tức là giữa những người mà sống phóng túng buông thả thì cái người mà sống chuyên cần không có dễ vui thì người đó được xem như là có dấu hiệu tiến bộ, sẽ bỏ lại sau cái con người dở, tức là cái người sống buông lung và mất tê xuống. Cái danh từ bóng cha vua chữ cha đang gắt cha cơ gắt, tức là tỉnh thức, mà thêm chữ bó hú. Ở đây phải hiểu là chữ bó hú sô, tức là nhiều, đa phần thời gian, đa phần thời gian. Có một ngày như vậy đó, người ta chỉ ngủ nghỉ trong vài tiếng đồng hồ vào cánh giữa thôi, còn lại cái thời gian, phần lớn cái thời gian trong một ngày người ta chuyên tâm thiền định, chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy gọi là muốn hút cha cà rô cha cà rác. Kể này Đức Phật ngài thuyết dựa trên cái ngữ cảnh là hai vị tỳ kheo, một người tinh tấn thiền định để chứng được đạo quả, giống như một con ngựa hay mà nó phi nước đại vậy. Còn một vị tỳ kheo chứng mãn, không có sự nỗ lực tu tập mà chỉ phí thời gian vào những cái công việc vô ích, thì như vậy cái vị tỳ kheo này cũng giống như là một con ngựa
yếu hèn, một con người dở. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong cái cuộc tu tập của chúng ta, bất luận trong trường hợp đạo Phật học hay là Phật hành, chúng tôi đều có thể áp dụng cái câu này ở trong Pháp học và Pháp hành được cả. Một người xuất gia nhưng mà không có cố gắng học tập kinh điển, không có cái sự nghiên cứu kinh điển chú giải, thì vị đó dù đã trải qua một thời gian tu tập khá dài, năm hạ hoặc mười hạ, nhưng mà vị đó không có tiến bộ trong giáo pháp. Mà nói lại cái tri kiến cũng dậm chân tại chỗ. Hồi trước khi xuất gia cái hiểu như thế nào thì bây giờ cũng hiểu đến chừng đó thôi, chứ không có sâu sắc hơn. Thì như vậy, đứng với một vị mà xuất gia và chuyên tâm học hỏi, nói cho anh nói chi là 5 năm hay 10 năm sau, chỉ cần sau 3 tháng là vậy đó có sự tiến bộ rõ rệt. Thì cái vị mà tu học mà có tiến bộ đó, thì vị đó cũng giống như con ngựa hay chạy bỏ sau, bỏ lại ở phía sau là con ngựa dở. Nó là nói trên phương diện pháp học. Còn nói trên phương diện pháp hành nó cũng vậy. Vị xuất gia nếu vị đó có sự tu tập, nhất là tu tập về thiền định, ngày nào cũng có sự tu tập, sáng tu tập, buổi trưa tu tập, buổi tối tu tập thiền định, thì chẳng bao lâu vị đó có cái sự an trú pháp, có thể chứng đắc được thiền hay là đạo quả. Còn một vị xuất gia mà không nhớ biết cái phận sự tu hành, xuất gia chỉ bằng cái hình thức, rồi cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, không có cái sự cố gắng để hành thiền, để tu luyện phải chánh niệm tỉnh giác sát thí sơ ba chánh nhá, thì như vậy dầu cho vị đó có sống cái tuổi đời hay là tuổi đạo, ở trải qua bao nhiêu tuổi chồng chất lên đầu đi nữa, vị đó cũng dậm chân tại chỗ, không có sự tiến bộ trong giáo pháp. Cái hình ảnh đó, hình ảnh về con ngựa hay mà nó chạy nhanh, bỏ lại phía sau là con ngựa dở, què quặt, hèn yếu. Hình ảnh đó Đức Phật mô tả một cách rõ ràng. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nếu là người cư sĩ
thì chúng ta cũng phải biết cái phân sự của người cư sĩ. Đúng là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Chúng ta học pháp học mãi, chúng ta cứ nghe pháp hoài như vậy thì lâu ngày chúng ta sẽ thấm nhuần Phật pháp, chúng ta sẽ hiểu được để các tu như thế nào. Nếu chúng ta thực hành gọi là hành pháp, người cư sĩ đừng nghĩ rằng chúng ta là người tại gia không thường phải hành thiền. Ở đây thưa quý vị, nếu chúng dùng cho chúng ta là hình thức của người tại gia cư sĩ, nhưng mà cái sự già, sự bệnh tật và cái sự chết vẫn chi phối. Thời như vậy chúng ta cố gắng tu tập để chúng ta vượt qua cái sự già, sự bệnh, sự chết. Đúng là pháp hành hay là hành pháp. Còn hộ pháp là người cư sĩ, chúng ta ý thức được rằng là giáo pháp của Đức Thế Tôn còn tồn tại trong thế gian này, là đem lại hạnh phúc an lạc cho đời. Giáo pháp đó được duy trì, được xiển dương truyền bá là do nhờ các vị tu sĩ, các vị xuất gia, tức là tăng chúng. Do đó mỗi một người Phật tử chúng ta ở tại một địa phương, chúng ta phải nghĩ đến cái trách nhiệm, cái bổn phận của chúng ta là hộ trì giáo pháp, bằng cách là chúng ta hộ trì tăng chúng. Nhất là những vị mà rường cột của giáo pháp, những vị mà không hiểu Phật pháp và đi hoằng pháp, là người cư sĩ chúng ta cần phải giúp đỡ, cần phải hộ độ cho người đó, tức là chúng ta hộ pháp vậy. Và đối với người xuất gia là vị tỳ kheo thì chúng ta cũng có ba cái phần sự: một là học pháp, hai là hành pháp, ba là đi hoằng pháp. Một vị tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp này là chúng ta phải có cái kiến thức về nội điển, chúng ta phải dành cái thời gian để mà chúng ta nghiên cứu Phật pháp. Một người chúng ta phải học thuộc lòng một câu kệ ngôn và hiểu được một bài kinh. Thì như vậy khi mà chúng ta được năm, tu được 5 năm hay tu được 10 năm thì lúc bấy giờ chúng ta là một vị tỳ kheo. Nó giữ kinh điển, không phải mỗi chút là chúng ta đều phải dở kinh sách ra, mở kinh sách ra, tâm tạng ra để chúng ta đọc. Không phải như vậy, mà chúng ta phải thuộc, phải nhớ ở trong bụng, nhớ trong đầu. Một vị tỳ kheo phải đa văn, tức là phải nghe nhiều, học nhiều về giáo lý.
Nghe rồi chúng ta phải hiểu, hiểu rồi chúng ta phải thuộc lòng. Hằng ngày chúng ta phải biết suy tư ở trong Phật pháp. Thì như vậy cái pháp học của vị xuất gia mới không có vô ích được. Còn khi mà chúng ta học hiểu nhiều nhưng mà chúng ta bỏ qua đó, thì nó cũng không phải là tốt lắm. Cho nên pháp học xong phải đi pháp hành. Tối thiểu là một vị tỳ kheo hàng ngày cũng phải có cái sự an trú, chánh niệm và tỉnh giác. Có một thời gian buổi sáng hoặc là buổi tối. Còn nếu được mà chuyên hành thiền, dù cho sáng, trưa, chiều, tối cũng có thể an trú trong trong pháp hành, thiền chỉ hay là thiền quán, thì cái đó gọi là hành pháp. Thậm chí chỉ có thực hành những cái đức tánh như là thu thúc trong giới, thu thúc lục căn, hay là giữ mạng thanh tịnh, hay là quán tưởng bậc dụng, hoặc là tu tập đức tính nhẫn nại, hay là tu tập an trú tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, có sự tinh tấn nỗ lực, không có biến nhát, thời như vậy cũng được gọi là vị tỳ kheo hành pháp. Và khi mà mình hành pháp như vậy thì tự nhiên có cái khuynh hướng là sống thiền định. Những vị xuất gia mà có cái việc hành pháp thì như vậy nó sẽ tạo cho vị đó có một cái nội lực những vị mà học học pháp cho nó thuần thục đa văn đó, thì vị đó có cái nội hàm về kinh điển. Nhưng mà vị đó có cái sự tu tập nhẫn nại rồi hành phẩm trú từ bi hy xả, hay là có cái sự tinh tấn, có cái pháp thiền định, thiền chỉ, thiền quán, thì vị đó sẽ có một cái nội lực. Khi vị tỳ kheo có đầy đủ về pháp học và pháp hành như vậy rồi, chỉ mới làm lễ cho mình chứ chưa gọi là làm lễ cho chúng sanh hay là cho giáo pháp. Nếu vị đó không có cái sự thuyết giảng rộng rãi những gì mà mình đã nghe, đã biết trong kinh điển, Đức Phật này cũng thường hay khuyến khích các vị tỳ kheo trong những cái yếu tố làm cho chánh pháp được trường tồn. Diệu pháp không biến mất, trong đó có cái điều là vị tỳ kheo thí cho người khác nghe những gì mình đã biết, cái đó cũng là một trong những yếu tố để duy trì giáo pháp. Cho nên cái việc mà đi hoằng pháp á, cái việc đó cũng cần thiết lắm thưa quý vị.
Vì tùy theo học pháp, hành pháp nhưng phải quảng pháp, tức là phải thuyết cho người khác nghe những gì mà đã biết. Ở đây có nhiều trường hợp mà Đức Phật đã dạy cái khả năng của vị tỳ kheo là phải biết sắp ứng khích lệ cho người khác bằng cái pháp thoại. Vị tỳ kheo mà chăm sóc người bệnh, nuôi một vị tỳ kheo khác bị bệnh, vị đó có những chi phần của một cái người nuôi bệnh. Trong các cái chi phần đó là có một cái chi phần là biết sắc tướng khích lệ cho người bệnh bằng một cái pháp thoại. Vị tỳ kheo trụ trì Avasikkhapikku, vị đó cũng phải có cái khả năng sách tấn khích lệ cho dân chúng địa phương chỗ cái ngôi chùa đó, biết sách tấn khích lệ bằng những cái pháp thoại. Khi mà một vị tỳ kheo trở thành cái vị trưởng lão Thera, Mahathera, thì vị đó nhờ có cái khả năng hiểu pháp rành rẽ trong cái ngôn từ pháp, và rành rẽ trong cái việc mà giải thích lý luận về Phật pháp, thì vị trưởng lão đó sẽ là cái chỗ nương tựa cho các cái vị tỳ kheo trẻ hay vị sa di trẻ mới xuất gia. Cho nên một vị tỳ kheo đó ngay khi còn trẻ là mình đã phải hiểu được cái phận sự của mình, là xuất gia phải học pháp và hành pháp và phải đi quảng pháp, rồi mới bắt đầu tu luyện giấy dạy thầy, cây dạy thợ. Vì đó dần dần phải dỗi lên để sau này che tàng mang mọc, thì như vậy giáo pháp đã được trường tồn. Thì khi mà vị tỳ kheo xuất gia vào trong giáo pháp, hay là một người cư sĩ quy tam bảo trong giáo pháp này, mà hãy có tu tập, có học pháp, có tu tập, thì có sự tiến bộ. Còn nếu như mà không có học pháp, không có hành pháp, thì vị đó sẽ bị đục lùi, không có sự tiến bộ. Trong khi những người khác họ có cái sự giỏi giang ở trong cái việc học pháp, hay là giỏi trong vấn đề hành pháp, hành thiền định, người ta cứ mỗi một ngày người ta có sự tiến bộ, thì họ giống như là một cái con ngựa hay. Còn cái người mà không có chịu học pháp, không có chịu hành pháp, không có sự tinh tấn nỗ lực, thì người đó họ cứ đứng yên một chỗ, hoặc là họ không có sự tiến bộ, cũng giống như là một con ngựa yếu ớt, một con ngựa dở, một con ngựa hay nó qua mặt và nó đã chạy bỏ lại phía sân,
Cái điều này chúng tôi muốn trình bày để khích lệ cho các Phật tử cũng như cho các vị sư trẻ, các vị tăng trẻ phải luôn luôn nhớ như vậy. Chứ không phải thì xuất gia trong giáo pháp này thì chúng ta dựa trên cái thân thể quan tướng tốt đẹp hay là một cái chức vụ cao ở trong giáo hội mà chúng ta có thể so đo với người khác cho rằng là mình hay, không phải vậy. Một vị xuất gia mà được gọi là hay đó là vị xuất gia đó càng tu tập là càng nắm bắt được nhiều kinh điển, hiểu được nhiều kinh điển, chứa đựng nhiều kinh điển và có khả năng tu tập để diệt trừ những cái phiền não tham sân si, thì như vậy cái vị đó mới được làm cái thước đo để đánh giá cái người cao hay thấp, tiến bộ hay là thối thất. Cái đó chúng ta phải tùy theo cái điều kiện này, chứ chúng ta không có dựa trên cái thước đo là có quyền chức trong giáo hội hay là vì đó có một cái chùa to lớn hay là có đệ tử đông. Không phải lấy cái đó, bởi vì Đức Phật Ngài không bao giờ nhắc đến điều đó. Chúng ta đọc ở trong cái điển chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật Ngài không bao giờ nhắc đến cái chỗ vị tỳ kheo đó phải có cái đồ chúng đông hay là phải là trụ trì của ngôi chùa lớn hay là có chức vụ trong tăng chúng thì như vậy mới gọi là tiến hóa trong Phật pháp. Không phải được. Có những người họ có con em xuất gia đó, sau một thời gian nghe nói rằng con hay cháu mình bây giờ là một người có chức vụ quan trọng ở trong giáo hội hay là có nắm ở trong tay một cái hội chúng đông đảo vân vân, họ tự quyến thuộc, họ tự cảm thấy hãnh diện. Nhưng mà nếu là người có trí thì quý thuộc là người có trí, họ sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy. Bởi vì cái đó nó sẽ bị vô thường, sẽ bị tàn lụng và không có lợi ích gì cho chính bản thân, cho giáo pháp, cho chúng sanh. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu thật rõ hai cái chữ mà gọi là appabatto pabattisu. Giữa những người xứng phóng túng, vị ấy không phóng túng. Giữa những người dễ vui sống không dễ vui, chúng ta phải hiểu ý nghĩa đó. Khi mà mình có cái sự sao nhãng, bỏ quên cái phận sự Phật học Phật hành, bỏ quên cái công việc là học pháp hành pháp và hoằng pháp, rồi như vậy gọi là quý vị có sự dễ vui, còn vị là sống không bỏ quên cái phận sự, cái trách nhiệm học pháp hoàn pháp của học pháp, vị này luôn luôn lúc nào cũng nỗ lực, cũng tinh tấn làm lễ cho mình, làm lễ cho người, làm lễ cho giáo pháp, thì vị đó được gọi là ấp mó tô, là một cái sự không có giải đãi,
không có sao nhãn, không có dễ vui. Cái pháp thứ hai chúng ta phải hiểu rõ ở đây gọi là xuất xuất tê sụ bóng cha ra vô. Tức là cảnh thức giữa mê ngủ. Ở đây trong cái pháp thứ hai này chúng ta phải hiểu thế nào gọi là những chúng sanh mê ngủ. Những chúng sanh mê ngủ là những người ngủ ở trong giấc ngủ vô minh. Không có ý thức, không có hiểu biết những cái pháp đáng hiểu biết, không có ý thức được những điều mình cần phải làm gì. Trong cái giấc ngủ vô minh đó gọi là mê ngủ. Lại nữa, người mà không có hiểu chi được tứ đế thì như vậy đó cũng gọi là mê ngủ. Cho nên cái chữ bút thá đó thưa quý vị, cái từ này có nghĩa là giác ngộ, nhưng mà chữ bút thá ở từ cái động từ gọi là bút chà tí. Chữ bút chà tí nó cũng có hai nghĩa. Những khi mà tỉnh thức giữa cái giấc ngủ vô minh thì như vậy gọi là bút thác. Thứ hai nữa là chattari ariya sacchani bút chà tì ý bút thô. Những cái sự giác hiểu về tứ đế phổ tập diệt đạo như vậy gọi là bút thô, là phật hay là giác giả. Thì hai điểm này đã để cho chúng ta biết rõ cái mà gọi là mê ngủ. Chúng sanh mê ngủ là giữa cái pháp vô thường mà không nhận thức được cái pháp vô thường, sống giữa cái pháp hữu vi khổ đau mà không ý thức được là pháp hữu vi đau khổ, sống giữa những pháp vô ngã mà không nhận thức được đây là pháp vô ngã, thì như vậy người đó gọi là không có sự tỉnh thức mà mãi mê ngủ. Nhưng với một người tỳ kheo như pháp hữu vi là vô thường, biết đó là vô thường, như vậy gọi là tỉnh thức. Trong khi chúng sinh không có biết, họ giống như những con thiêu thân mà cứ lao mình vào cái ngọn đèn đỏ, lửa đỏ để rồi nó rung rụng, nó chết. Thì những con thiêu thân đó được ví dụ như là những cái chúng sinh mê ngủ. Còn những người họ thường xuyên tùy niệm về cái pháp vô thường, khổ và vô ngã, người đó gọi là có cái pháp tỉnh thức.
Nhưng mà trong câu này đó, trong câu pháp cú này, thì khi mà nói đến chi từ giữa buông lung đó, tức giữa mê mụ, đó là Đức Phật ngã chỉ cho vị A La Hán. Một vị tỳ kheo đã đắc quả A La Hán thì vị đó được gọi là chuyên cần giữa buông lung và vị A La Hán, được xem như là được gọi là một vị tỉnh thức giữa mê ngủ. Còn khi nãy chúng tôi trình bày với quý vị là chúng tôi muốn nói đến cái ý nghĩa mà chúng ta lấy cái bài học này, lấy cái bài kệ này để chúng ta làm bài học mà chúng ta tu tập. Còn khi mà giải thích nội dung thì ở đây là Đức Phật Ngài muốn ám chỉ cho vị A La Hán. Đồng thời là xuất gia tu tập, nhưng mà khi đã chứng được quả vị A La Hán thì về đó được xem như là ở vị chuyên cần giữa buông lung, tỉnh thức giữa mê ngủ, đó là chỉ cho cái vị A La Hán thôi. Còn khi mà chúng ta tu tập đó, thì chuyên cần ở đây là cho Appamatta, Appamatto, là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta phải có một cái sự tinh tấn, không có cái sự giải đãi sao nhãng, phải có sự tinh tấn. Thứ hai nữa là tỉnh thức giữa vô minh, ở giữa mê ngủ. Cái tỉnh thức ở đây là chúng ta phải hiểu là Sammacchaya, là có cái trí tuệ sáng suốt. Chúng tôi phải hiểu, chúng tôi phải nhận thức rõ ràng. Thì khi mà chúng ta hiểu được như ý nghĩa của bài kệ, từ cái ý nghĩa mê ngộ mà Đức Phật Ngài thuyết từ cái duyên sự, để chúng ta hiểu được ý nghĩa như là những cái pháp mà trợ cho chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ có cái sự tiến bộ. Ở trong cuộc tu này giống như là cuộc chạy đua vậy, thưa quý vị. Nhưng mỗi người chúng ta phải biết sống chuyên cần và sống trí tuệ, sống tinh tấn, sống trí tuệ. Thì như vậy một thời gian sau này chúng ta sẽ tiến bộ nhanh, chúng ta sẽ bỏ lại ở phía sau là những con người yếu kém. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị ý nghĩa của bài học này là như vậy. Bây giờ thì xin kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng chia sẻ thêm ý nghĩa của bài học này. Nam mô Phật Thầy.
sao thứ à, kính kính được nghe hòa thượng tiểu sư để thỉnh nghe sư huynh đi nghỉ, phần còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ tiếp tục. Quý Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết rằng có vị giảng sư nào ở trong hiện đang có trọng lớp chúng ta không? Không biết quý Phật tử chúng tôi đang ở bên ngoài thì quý vị có thấy dạ không? Vậy thì chúng tôi sẽ tiếp lời Hòa Thượng Từ Siêu để khi nào có chư tăng vào thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết để thỉnh mấy ngày tham gia phần thảo luận. Thưa quý vị, một trong những điều rất là đáng ngại của đời sống tu tập đó là sự dậm chân một chỗ, không có tiến bộ. Chúng tôi thường nghe các vị trưởng lão đưa ra cái thí dụ là mình tu giống như người lội ngược nước. Rất hiếm khi có trường hợp mà lội ngược nước mà mình sẽ đứng lại một chỗ. Tại nước nó chảy ngược. Vì nào mà có lội dưới sông thì lội suối, thì biết khi nước đang chảy đó. Thì chúng ta chỉ có hai cách thôi. Chúng ta chỉ thường có hai cái trạng thái thôi. Một đó là phấn đấu thật nhiều để tiến tới. Và nếu sự phấn đấu không đủ đó, thì chúng ta hãy bị đẩy lùi ra phía sau. Đứng lại ở giữa. Tất cả những người tu tập các điều nên có cái thước để tự đo lấy chính mình. Và trong cái khả năng tự nhận được chính mình thì vị này có thể thấy được là mình đang tiến bộ hay đang thụt lùi. Lấy một ví dụ là nếu chúng ta tiến bộ đó thì nó có những dấu hiệu. Dấu hiệu của sự tha thiết, dấu hiệu của sự hoan hỷ, dấu hiệu của sự tin tưởng. Một khi chúng ta thụt lùi thì chúng ta trở nên cực, chúng ta không thấy có cái gì để tha thiết, và chúng ta càng ngày càng trôi dạt. Có thể nói rằng một cái thí dụ dễ thấy nhất. Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ đó, thân phụ của chúng tôi đi lính, nhưng mà có làm cái nghề chính mà là nghề làm mộc. Thì hồi nhỏ chúng tôi có nghe thân phụ nói một chuyện, đó là một cái người thợ mộc mà biết chăm sóc lau chùi những cái đồ nghề của mình á, nâng niu những đồ nghề mình đó, thì ta thấy cái nghề mình còn khá. Còn khi mình làm một lúc nào đó mà mình cứ bỏ mặc, còn cũng không biết thì cũng không hay, nó hư thì để nó càng ngày càng lụng bại thêm. Thì thưa quý vị, đó là dấu hiệu của sự suy thoái. Sự suy thoái ở đây tức là mình không còn tha thiết với nghề nghiệp nữa, mình không còn cảm thấy có cái niềm tin hứng thú trong cái công việc mình đang làm, mà đó là dấu hiệu đi xuống. Ngay cả chúng tôi làm trụ trì ở trong chùa đó, cũng biết có một việc là hễ ngày nào mà chư tăng
một quý Phật tử còn để tâm để chăm sóc, làm sao cho sạch, làm sao cho đẹp ngôi chùa đó, thì lúc đó mọi người còn có cái, chúng ta gọi là có cái sự hưng phấn, có tấm lòng. Nhưng mà ngày nào mà mọi người ai cũng ơ hờ hết, còn cũng không biết, mất cũng không hay, nó là sao kệ đó, thì thưa quý vị, đó là dấu hiệu của sự đi xuống. Trong đời sống tu tập này thì thỉnh thoảng chúng ta phải có cái khả năng nhìn lại những cái dấu hiệu, cũng như một người biết về sức khỏe của mình đó, cũng qua những dấu hiệu. Cái dấu hiệu đối với Phật Pháp, cái dấu hiệu đối với cuộc sống của chính mình. Ví dụ như đối với Phật Pháp mà chúng ta còn tha thiết để thờ phượng Đức Phật, chúng ta còn tha thiết đọc kinh sách, chúng ta còn tha thiết trong công việc đem Phật Pháp để chia sẻ với mọi người, thì lúc đó ở trong lòng chúng ta còn có niềm tin, ở trong lòng chúng ta còn có sự phấn đấu. Và một lúc nào đó, một lúc nào khác mà chúng ta không quan tâm đến những thứ đó nữa, mình bắt đầu cảm thấy cuộc sống mình chỉ thích làm những việc mà nó không có liên hệ tới, ví dụ mình đi tu mà mình không có đọc kinh điển nhiều, chỉ lo đọc sách về thời sự, về bói toán, về phong thủy, việc này việc khác. Thưa quý vị, chúng ta nên tự nhận biết đó là cái dấu hiệu, là cái cuộc tu mình nó đang có vấn đề. Sự tha thiết với giáo pháp không còn rõ nét trong lòng mình nữa, không còn đậm nét trong lòng mình nữa. Và nếu một khi mà chúng ta không còn nhiệt tâm tha thiết, một khi mà chúng ta không thấy có đủ cái sự hào hứng, thì nên nhớ một điều, không phải là do ở bên ngoài, không phải là do cái khó khăn, mà là chính do cái nhiệt tâm ở trong mỗi chúng ta thiếu đi. Khi mà chúng tôi mới sang bên Mỹ, thưa quý vị, thời gian đó là thời gian năm 80 đó, thì có một điều mà nhận thấy ở rất nhiều nơi chúng tôi đi, đó là chư tăng và quý Phật tử cố gắng từng chút một để xây dựng những mái chùa, những niệm Phật đường. Thời đó tượng Phật thì ít lắm, tượng Phật rất khó tìm, có khi phải dùng những tượng để họ làm giống giống Đức Phật, chứ không phải Đức Phật đem về thờ. Và đi đâu mà họ bán được cái bộ lư chân đèn này đó thì mình cảm thấy mình quá khỉ. Dù thật sự nó không đạt yêu cầu lắm, nhưng mà có thì rất là hoan hỷ rồi. Và những lúc mình cũng tập trở lại đó, thì thứ gì có được kinh sách, nhiều kinh sách bây giờ in rất là hạn chế, cũng có hoan hỷ. Nhớ là những tháng ngày đó, thì cho chúng ta học một bài học là không phải là mình có nhiều thì mới khích lệ mình đâu. Cái nhiều ở bên ngoài nó không thành vấn đề, và cái nhiều ở trong lòng mình nó mới là điểm chính. Cái nhiều trong lòng mình đó là tự tâm mình, tự chính trong cái nội tâm của mình có đủ cái nhiệt huyết, có đủ cái sự tha thiết. Tha thiết để học, tha thiết để nhớ, tha thiết để hành trì. Những điều này đó, đó là những dấu hiệu mà chúng ta cần biết. Và do vậy, ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài có dùng một cái câu mà khi nãy Hòa Thượng Thầy Siêu cũng bỏ nhiều thì giờ để nói, đó là tỉnh thức giữa quần mê. Tỉnh thức như quần mê là
trong một cái đám đông mà đa số không có ý thức, thì cái người tu tập phải là người có ý thức tỉnh táo. Và cái ý thức tỉnh táo này vô cùng quan trọng, quan trọng trong cái việc tu, trong việc học, trong việc hoằng pháp của chúng ta. Cái sự tỉnh thức này đó là một cái phẩm chất rất là đặc biệt của người tu tập. Nếu chúng ta đọc kỹ lại cuộc đời của Đức Phật, khi mà Ngài đang ở giữa cung Vàng Địa Ngọc, chỉ một lần ra khỏi thành, nhìn thấy cảnh già đau chết và một vị tu sĩ, thì Ngài đã quyết tâm một cách mạnh mẽ là từ bỏ tất cả hiện tại để trở thành một vị sa môn. Quyết định đó lớn chứ không phải một lần. Và khi Ngài lên đường, quý vị, Ngài đã đến, đã thừa học, đã họ thực hành với hai vị đạo sĩ là Uddakarama Buddha và Arahakalama. Những vị này có sở đắc sở chứng, và Đức Bồ Tát Ngài cũng thành tựu sở đắc sở chứng. Nhưng mà Ngài nhận ra được là cái này chỉ là một sự chứng đắc, tuy là cao hơn bình thường nhưng mà không phải là cứu cánh mà bình thường đến. Và Ngài đã từ chối cái địa vị của vị giáo chủ ngang hàng để tiếp tục lên được khi tu khổ hạnh của mình. Và cho đến khi mà Ngài thành tựu đạo quả vô thượng, cái nặng nhất như của Bồ Đề, thì thưa quý vị, chưa khi nào Ngài bằng lòng với cái mức độ nào đó. Tuy rằng có tiến bộ nhưng mà nó không có dẫn đi về đâu hết. Nó là một sự tỉnh táo. Con người chúng ta khi còn nhỏ đó, được dạy rằng nên sống có cái hoài bão cho thật là cao quý, có cái chí hướng rất là cao. Nhưng mà khi ra đời, người ta rất dễ bằng lòng, rất dễ thỏa mãn. Cái này mấy hôm đó, chúng tôi có sang bên Florida để dự một cái tang lễ, và chúng tôi có đến nhà của một Phật tử quen. Phật tử này còn trẻ, là một người rất giỏi bên ngành IT, lương rất là cao, chỉ mới có 30-31 tuổi mà đã có thể mua một căn nhà ở một cái khu rất là tốt. Và hai vợ chồng từ miền Bắc về xuống miền Nam, nhà cửa tốt, người vợ đang chuẩn bị hai sinh đứa con trai, công ăn việc làm tốt, và cả hai thì đều có những cái trình độ tương đối tốt cho cuộc sống. Chúng tôi nói chuyện với người Phật tử trẻ đó thì hiểu rõ đây là một người trẻ thành công. Nhưng mà có một điều như vậy, chúng tôi cũng tự biết rằng chính sự thành công đó sẽ khiến cho người này bỏ ra cả tuổi thanh xuân của mình, và cũng có thể dành cả cuộc đời của mình để xây dựng tài sản, sự nghiệp, gia đình. Và trong cái ý hướng xây dựng đó thì cái khả năng mà có thể ngồi lại nhìn sự vô thường, khổ, vô ngã, cái khả năng nhìn vào thân tâm của mình, nó là một khả năng rất là hiếm hoi. Mặc dù trong lúc trò chuyện thì chúng tôi thỉnh thoảng cũng nhắc là cuộc sống về vật chất thành công rất tốt, nhưng mà nên có cái sự quân bình một chút là chăm sóc đời sống tinh thần. Như vậy chúng tôi hiểu rằng mỗi con người chúng ta sinh ra,
Khi mà mình có sự thành công đó, mình hãy rơi vào trong một trường hợp, đó là dậm chân tại chỗ. Ai cũng vậy, thưa quý vị. Đừng nói chi là một cư sĩ, một vị tu sĩ đó. Vào chùa mà mình trở thành vị pháp sư, một thuyết pháp, có người họ hoan hỷ đó, thì mình cũng khó tiến bộ đi tới nữa để mà bước vào cuộc tu. Chỉ thích nói pháp thôi. Mà mình tu có tiến bộ một chút á, thì mình cũng thường dậm chân một chỗ, là chú trọng là đời sống ngồi thiền. Chứ mình không có chịu khó để đi xa hơn, làm sao dấn thân học hỏi. Bởi đôi khi là dính mắc mấy trăm đồng. Đa phần, thưa quý vị, chúng ta bị cột chân ngay ở chính sự thành công của mình. Và do vậy, ở trong thiền tông đó, người ta có một cái gọi là hãy tiếp tục lên được, hay là walk on, hãy tiếp tục lên được. Không có ai có thể giam chân của chúng ta một chỗ bằng chính bản thân của mình. Và để sự thành công khó giam chân chúng ta đó, thì mình rất cần sự tỉnh thức. Rất cần sự tỉnh thức. Có một cái câu rất ngắn ở trong kinh mà thường lặp đi lặp lại mà chúng ta ít có để ý đó, là một vị thiện gia nam tử xuất gia rồi, đến lúc nào đó thành tựu đắc chứng quả vị viên giác, tức là hoàn toàn giải thoát rồi đó. Thì vị này tự biết rằng với cái trí tuệ tự biết rằng sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, những gì nên làm đã làm đó, là một cái câu rất là quan trọng ở trong giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì ngày nào đó mà chúng ta chưa tự khẳng định với mình là những gì nên làm đã làm, thì thứ gì ngày đó chúng ta còn một khoảng đường rất dài để lên đường để tiếp tục. Câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra chính mình là cái gì mình có, cái gì mình đang là, cái gì mà mình đang hoan hỷ thỏa thích đó, nó có thực sự nên là một điểm dừng chân, nó có thực sự nên là một điểm mà chúng ta đứng lại hay không? Và nếu chúng ta trả lời rằng đó là một cái điểm mà chúng ta nên đứng lại đó, thì chúng ta phải coi chừng. Nếu chúng ta đã sống và đã lắng nghe, đã tập nhìn thì thấy rằng trong cuộc đời này không có ai giam chân mình được ngoài chính bản thân mình hết. Trong cuộc đời này không có cái gì khiến cho mình đứng chừng lại bằng cái sự thỏa mãn cái hiện tại của mình. Ở trong cuộc đời này đó, không có ai rào chúng ta lại, mà chính chúng ta là người xây dựng những bức tường rào, xây dựng bức tường mà tự giam cầm lấy chính mình. Vì vậy, một ở trong những cái khía cạnh đặc biệt của đời sống tinh thần mà chúng ta học hỏi từ trong lời Phật dạy đó, đó là cái sự không có chảnh mãn, không có giải đãi, không có thái độ là mình được chừng đó là đắt rồi, mình được chừng đó là đủ vui rồi, mình không có cần phấn đấu nữa, mình không có cần tiếp tục nữa. Cho dù chúng ta ở bất cứ một cái trình độ nào, cho dù chúng ta ở bất cứ một cái vị trí nào, một khi mà chúng ta lơ là, thì đó là dấu hiệu của sự suy thoái, của sự đi xuống, của sự thất bại. Chúng tôi có hồi trước đọc binh thư, người ta có nói như vậy là bất cứ một cái quân đội nào, dù có tinh nhuệ đến đâu, nhưng một lúc mất sự cảnh giác thì cái tương lai của cái binh quân đội đó, đó là đã đi xuống. Trong thời chiến thì phấn đấu đã đành rồi, trong thời bình cũng phải có sự rèn luyện, cũng phải nâng cao nhuệ khí, cũng cần phải tân trang vũ khí, cần phải học hỏi thêm. Một cái quân đội nào mà trong thời bình như là một quân đội đang ngủ say thì chiến tranh xảy ra sẽ thất bại liền lập tức. Đời sống của chúng ta ý hệt như vậy. Cái giống nhất của đời sống chúng ta là như vậy, là chúng ta rất là dễ ngủ quên,
ở trong một cái cảm giác êm ái, nhẹ nhàng, mơn trớn vì sự thành công của mình, vì cái mà mình thích trân bao chung quanh, vì một cái gì đó mình nghĩ rằng tốt quá. Nhưng mà kỳ thật có gì đâu mà thỏa mãn, có gì đâu để chúng ta gọi là đầy đủ. Mình có một suy nghĩ cũng có gì đầy đủ hết. Một cái chuyện rất là đơn giản để cảnh báo chúng ta là nếu ngày mai này chúng ta bị một cái bệnh như là bị stroke, bị tai biến mạch máu não, chúng ta nằm một chỗ ở trên giường bệnh, ở trong lúc đó đó thì nội tại của chúng ta có chuẩn bị cái gì, cái sự hiểu biết của chúng ta đã được trang bị những gì để chúng ta đối diện lại với chính thân tâm của mình. Khi mà chúng ta trải qua những cái mà chúng ta gọi là những sự bất bình, bất như ý, trái ý nghịch lòng, liệu rằng chúng ta có khả năng để giữ tâm mình thanh thản không? Liệu rằng chúng ta có đối diện với cái chết với một sự bình tĩnh hay không? Chưa chắc đâu. Và phải thấy những điều đó chúng ta cần cố gắng rất là nhiều, cần phấn đấu rất là nhiều. Thì thưa quý vị, trong cái bài kệ mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta ở đây đó, một là mình không chảnh mãn. Không chảnh mãn tức là không lơ là, giống như quân đội trong thời bình. Không phải vì thời bình mà chúng ta không tiếp tục huấn luyện, không tiếp tục tân trang. Và điều thứ hai là chúng ta phải có khả năng tỉnh thức giữa quần mê. Tỉnh thức tức là thắp sáng ý thức. Ý thức nhìn lại bản thân của chính mình và ý thức rằng cái mình đang có ở vị trí mình đang hiện diện đó, nó không phải là tất cả. Và một ngày nào đó khi mà chúng ta nghĩ rằng đó là tất cả những gì mình mong muốn, đó là tất cả những gì mà mình có, thật sự chúng ta rất là ngây thơ. Nó chẳng có gì để mà có hết. Cuối cùng rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta có khả năng để bình tâm trước cái vô thường, trước những cái sự thay đổi, cuối cùng rồi chúng ta có thể bình tâm để thấy rằng sắc không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, thọ quận, tưởng quận, hành quận, thức quận cũng vậy. Cuối cùng để chúng ta bình tâm thấy như lời Đức Phật dạy, đó là cái khả năng đối diện với thực tại, nhìn với thực tại bằng cái tâm không động không sọc. Thì lúc đó chúng ta đặt cái câu hỏi là chúng ta có làm được chuyện đó hay không mới là quan trọng. Còn hiện tại bây giờ tranh hơn tranh thui, được cái này mất cái kia, chưa chắc nó quan trọng đâu. Đôi khi chúng ta phải tự nhìn lại. Vì vậy cái tinh cần ở giữa những người quên lãng sống tỉnh thức, giữa những người đang sống trong sự say mê, đang mê ngủ, hai điều đó đó không thể là những lời dạy mà chúng ta nghe qua về phương diện ngôn ngữ mà mình hiểu được đâu, mà chúng ta đem vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, ngay cả đặc biệt đối với một người đang tu tập. Bởi vì chúng tôi nhớ Ngài Đăng Cha đó, Ngài có kể một câu chuyện là Ngài có đến chùa, Ngài nói chuyện với một vị sư, mà vị sư đó rất là giỏi về luật, và Ngài nêu ra một câu hỏi. Và vị sư đó nói với Ngài rằng về điểm này thì phải tra lại, chứ tôi không có nhớ được là gặp ở đâu. Và vị đi tra lại, và vị đó đã đi bộ lên trên núi gặp Ngài lúc 9 giờ tối, trời tối như vậy. Và vị này nói rằng tôi đã tìm ra câu đó rồi, nói cho tôi ngay, nhưng mà tôi sợ rằng cái vô thường tới, rồi tối nay tôi chết hay suy chết thì mình không có đã thông được vấn đề này. Thì Ngài Chánh Cha kể lại, Ngài nói rằng Ngài rất cảm kích cái vị đó đã mang đến cho Ngài một câu trả lời. Nhưng mà điều cảm kích nhất mà Ngài Chánh Cha Ngài nói đó là vị đó đã nhắc nhở rằng tối nay không biết là một trong hai người ai còn ai mất, có ai sống được qua đêm nay không, thì cái gì cần làm thì vị đó làm thôi. Ngài rất cảm kích vì cái ý thức đó. Thì Đức Phật này Ngài khuyên chúng ta nên sống bằng tinh thần phấn đấu chứ không phải là chảnh mãn.
Thì phấn đấu ở đây nó là một từ khác mà chúng ta dịch dịch như không phóng dật. Và tỉnh thức giữa quần mê là một thái độ tỉnh táo, một khả năng nhìn lại, một khả năng luôn luôn tự nhắc chính mình rằng đừng thỏa mãn với cái mà mình nghĩ rằng tốt rồi, quá tốt rồi, không cần làm gì nữa. Coi chừng chúng ta đang tự cột chân mình, khiến mình đứng một chỗ mà không đi tới. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở bên ngoài đó. Nếu quý vị Phật tử nào mà thấy có chư tăng nào đã vào cùng chư giảng sư vào trong lớp, quý vị cho chúng tôi biết nha. Chúng tôi sẽ thỉnh quý ngài để tiếp tục. Dạ vâng. Bây giờ thì mình trở lại với ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Ở đây là một cái hiện tượng mà chúng ta rất thường thấy xảy ra ở trong đời sống tu tập, nhất là trong đời sống xuất gia. Đó là nhiều người trong chúng ta hiểu lầm là cuộc tu là sống theo chỉ nhàn. Chỉ nhàn là không làm gì hết. Ví dụ như là người đời thì lo cơm áo gạo tiền buổi sáng phải đi làm, rồi lo cho vợ, lo con, lo việc xã giao xã hội. Còn mình sống trong chùa càng nhàn nhã là càng tốt. Thật ra chưa bao giờ mà Đức Phật ngài dạy đời sống xuất gia là đời sống với sự thanh nhàn hết. Trái lại, Đức Phật ngài đặt người xuất gia vào trong một vị thế phải phấn đấu rất nhiều. Chúng ta sẽ hiểu rất sai cái ý chỉ của Đức Phật khi chúng ta nghĩ rằng Đức Phật ngài muốn mình đi tu là mình có ở một cái nơi rất là tốt, rồi có Phật tử quan tâm lo lắng, rồi mình sống mình không phải đi làm, mình sống một cách rất là thoải mái. Thì chúng ta hiểu như vậy hoàn toàn sai với lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài dạy những người đệ tử là khi xuất gia thứ nhất phải tâm niệm về bốn cái pháp nương tựa, gọi là tứ pháp y. Bốn cái pháp nương tựa này là bốn cái sở y đó, là chức nên ý thức rằng cái nhu cầu của mình và nhu cầu về cuộc sống nên đặt ở mức độ tối thiểu. Bốn nhu cầu đó là mặc, ăn, ở và trị bệnh, y phục, vật thực, tâm thức và thuốc men. Đó là bốn nhu cầu căn bản của người xuất gia. Và bốn cái pháp nương tựa ở đây đó là đặt lại hoàn toàn một cái quan niệm khác biệt với người đời. Người đời mà không có y phục thì làm sao phải đi làm lụng khổ để có y phục, và có điều kiện thì y phục thật trang thật đẹp. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy người xuất gia là xuất gia đó, để quý vị quan khí trời chúng tôi một chút chắc, để quý vị trời chúng tôi một chút sau. Hello. Hello.
Dạ, đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát hòa thượng Giác Đẳng có việc ạ. Con hành kính đảnh lễ thượng tọa về tây viện vừa quan lâm vào đạo tràng ạ. Dạ, nhưng mà lúc nãy sư có điện thoại đó, cơ pháp nguồn Lào Cai, nên đạo tràng hoan hỷ. Dạ, để chịu vào sư thỉnh này, như pháp không dám. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ con kính tri ân đại đức Tề Trì. Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tây Nguyên có thể điện thuyết hòa thượng Giác Đẳng đây lát ạ. Tại thượng tọa Giác Đẳng đang có điện thoại ạ. Dạ, thượng tọa Tây Nguyên có nghe được âm thanh con không? Dạ, con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Dạ, thì chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta học câu Pháp Cú. Câu Pháp Cú. Xin sư tư truy đưa lên câu Pháp Cú cho mà. Cái phẩm nó không dễ vui. Appamadawakyo. Dạ, phẩm Pháp Cú số 9. Vẫn câu 29 tiếp tục dài dài. Chuyên cần giữa buông lung tỉnh thức, giữa quần mê người trí như ngựa phi, bỏ lưng, bỏ sau lưng con người hèn. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ. Cái chữ Appamada hay cái chữ không dễ vui, đây là một chữ hết sức là đặc biệt. Trong kinh văn chúng ta sẽ gặp rất là nhiều lần cái chữ Appamado. Mà nếu như chúng ta dễ vui thì nó bất lợi, mà chúng ta không dễ vui thì nó hay là chúng ta không có khinh suất, hay chúng ta không dễ vui thì đưa đến nhiều an lạc. Katamo eko thamo bahukaro Appamado kusale suthame suayang eko thamo bahukaro. Ở trong kinh tập thượng dạy, người mà không dễ vui, tức là có một pháp đa tác dụng, đó tức là không dễ vui hay là bất khinh xuất ở trong các thiện pháp. Appamado kusale suthame suayang eko thamo bahukaro. Cũng vậy, trong sự tu tập ở trong kinh Pháp Cú này rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt. Sự gì tuyệt vời đặc biệt? Đức Phật dạy không có cái sự dễ vui, không có sự giải đãi, không có cái sự không thu thúc. Mà chúng ta nếu như thế, thế nào là sự không dễ vui? Ở đó chính là chúng ta an trú, thế là chúng ta có chánh niệm giác, thế là chúng ta có một cái một cái đặc niệm, hay hoặc là chúng ta tâm của chúng ta an trú trong thiện pháp, thì ngay khi đó mới gọi là một trạng thái không dễ vui, nếu quý vị. Chứ không phải là chúng ta nghĩ khi nào mà chúng ta phạm giới, khi nào chúng ta nói xấu, khi nào mà chúng ta sát sanh, trộm cắp, gian dâm, dối lừa, rượu chè, ngay khi đó chúng ta mới gọi là mới sai. Nhưng ở đây tâm của mình mà tâm tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì xem như lúc đó chúng ta đã là một người quá dễ vui, chứ không phải là một người không dễ vui. Trong tinh thần Phật Pháp chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được một phải là một cái giá trị, cái giá trị giáo lý đặc biệt và vô cùng vô cùng đặc biệt, để cho chúng ta thấy cái sự tu của mình mà không riêng gì tăng chúng, mà nói chung là con người cầu đạo giải thoát, hiểu biết được lý sinh tử, hiểu biết được cái lý nhân quả, hiểu được cái sự nguy hiểm ở trong các dục, ở trong các cái khổ đau ở trong cuộc đời này,
cũng như người cư sĩ có thể tầm cầu dục lạc là dựa theo trên cái khuôn điều giới lực mà họ thọ trì. Còn nó khác hơn là đối với cái tăng đoàn. Là ở đây muốn nói tới cái gì? Tức là chính là cái giá trị của cái sự tu tập mà nó mang tính niêm mật hay là quan tính, tức là ấy là như thế để làm, để mang, để đeo, để kế thừa và để phát triển, là một cột trụ hay là một cái giềng móng, giường cái rường cột hay là cái rường móng của tam bảo. Đó là chính là giá trị của cái sự tu tập. Nhưng một mặt khác, là một người đệ tử, chúng ta cũng phải hiểu biết rằng không chỉ để riêng cho giá trị của tăng già mới là một cái sự tu tập, mà là một người hiểu đạo, hiểu pháp, thì cái lý tu này là chúng ta phải thọ trì, và chúng ta phải luôn luôn, và chúng ta phải đeo mang ở khắp mọi lúc trong cuộc đời này. Bởi vì cái sự sinh tử nó không có chia riêng cho nữ nam hay là tăng tục, cư sĩ phàm phu, ai cũng như ai cũng cần phải thiết lập cho mình một cái giá trị tu tập mang tính tuyệt đối, mang tính tốt đẹp. À, chúng ta nhớ như vậy nhé. Ở đây cái tâm tư của con người chúng ta, nếu chúng ta không tu thì dầu cho tăng hay tục, tâm đều rơi vào cái gì? Rơi vào bất cảnh của tham ái, bất cảnh của vừa lòng và của không vừa lòng, của bực bội, của khó chịu, hay là của cái sự khát khao tầm cầu nô lệ cho tham ái. Nói nghe như vậy thì chính chúng ta thấy, phải nói rằng cuộc sống khi mà hiểu về đạo thì chúng ta mới thấy cái chân lý, chúng ta mới thấy được một cái giá trị tu tập. Nó là một cái thành tố mà chúng ta không có thể nói mà thiết lập bằng một cái miệng, hay bằng một cái lời nói tầm thường, hay bằng một suy nghĩ xuôi chiều, mà chúng ta phải có một sự suy nghĩ, chúng ta phải có một cái sự thành lập, hay có một sự thành tựu bằng một cái sự tu tập một cách chuẩn xác, một cách tốt đẹp, một cách bài bản, một cách đầy đủ. Nếu chúng ta không biết thì thôi, do vô minh nó quá che khuất chúng ta rồi. Còn nếu như chúng ta đã có ánh sáng trí tuệ thì ít nhất cũng là hiểu biết được cái nhân quả, hiểu biết được cái giá trị hiện hữu của Phật ở Phật Pháp. Nó là một cái điều hết sức là hữu hiệu, hết sức là may mắn, hết sức là tốt đẹp trong cuộc đời trầm luân sanh tử này. Mà trong kinh dạy đó, cái thiện tâm khởi lên nó như là bờ bên này. Xin lỗi, cái ác tâm và cái thiện tâm có thể so sánh như bờ bên này, bờ bên kia, như là từ dưới đất và dưới trên trời. Nó cao, nó xa như vậy. Nếu như chúng ta có một cái sự hiểu biết được, có một tâm lành, có một tâm thành, có một cái tâm tu, thì ở đó, kính thưa quý vị, đứng trên cái nhìn của chúng tôi, thì chúng ta cũng đã có cái duyên từ tiền thân. Mà nếu như duyên từ tiền thân, hôm nay chúng ta tiếp tục gặp Phật Pháp, mà chúng ta tiến tu nữa, thì đó chính mới là một cái số nguồn vô tận, mà nó mãi mãi cho chính chúng ta trên con đường tu trì Pháp độ. À, chứ còn mà chúng ta cứ nghĩ rằng thôi kệ, cởi ngựa xem hoa, làm như cho có làm, và thì quả thật hết sức là nguy hiểm. Quý vị còn đang nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, quý vị đang nghe chúng tôi nói. Dạ, cảm ơn cô Quân. Thì ở đây sự hiện hữu của tất cả chúng ta nó chỉ là hữu hạn, ở trong một giai đoạn mà chúng ta không thể đoán biết trước được. Mà cái sự không dễ vui này chính là một hành trang để chúng ta mang theo. Sự không dễ vui này chính là một pháp để chúng ta thực hành các pháp độ để bổ túc ba la mật. Cái sự không dễ vui này chính là cái duyên lành để cho tất cả chúng ta tạo những công đức tốt, tạo được nhân tốt cho ra quả lớn ở trong tương lai. Một cái trạng thái không dễ vui nó cũng được khởi sanh
xuyên qua nhiều cái yếu lý mà không chỉ nói bằng cái chuyện bình thường được. Yếu lý chúng tôi muốn nói ở đây là cái yếu lý của cái gì, của cái sự, của cái sự chuyên cần, của cái sự đó đó, chuyên cần mà chúng ta phải có một cái sự tỉnh thức, hiểu biết một cách vững vàng, một cách rõ ràng, một cách căn bản, một cách tốt đẹp, chứ không phải chuyện mà cái cuộc tu nó phải như, nó cũng như là một việc làm thật vậy, để chúng ta sinh sống vậy đó, không phải là cái chuyện làm chơi, làm chơi chơi, mà đó là sự tu thật. Cho nên ở đó chúng ta phải thiết lập cho mình, thiết lập cho mình một cái, một cái cách tu mà nó mang tính bài bản, nó mang tính rõ ràng, chứ không phải coi như là khi vui thì đậu, khi buồn thì bay, khi thích thích thì đến tu, không thích thích thì thôi. Thì cái đó là chúng ta đã thiếu một cái, một cái ý niệm hết sức là quan trọng, đó chính là cái gì, trước nhất là cái tâm lý để thoát ly, tức là cái sự ly dục, hay là cái sự xuất ly, hay là cái sự xuất ly mong muốn thấy được cái sự đau khổ của tam giới mà chúng ta muốn thoát ra. Cái thứ hai, chúng ta có trí tuệ để chúng ta nhìn thấy được phân biệt thiện ác. Chúng ta thấy có trí tuệ để chúng ta mới thấy được sự khổ đau, sự vô thường của não vô ngã. Và cái điều thứ ba là chúng ta phải có một cái quyết định, một cái quyết định rất là tốt đẹp. Và cái điều thứ tư là chúng ta phải có một cái sự cố gắng, đó chính là sự tinh cần. Ở đây cho nên cái ý chí, cái sự chuyên cần, cái trí tuệ và cái sự xuất ly, nó là một yếu tố để bổ trợ, để bổ túc cho tinh thần tu tập. Thì dù lớn nhỏ, dù việc thiện lớn, việc thiện nhỏ, thì nó cũng đều là phải có một cái căn cơ, phải có một cái gốc nguồn. Chứ không phải chúng ta làm chơi chơi. Xin xác định, chúng ta không có làm chơi chơi. Tu phải thật tu. Học phải thật học. Nghe phải thật nghe. Nói phải thật đối. Suy nghĩ phải thật suy nghĩ. Ở đây, chúng ta nghe. Nghe để hiểu và để khai mở. Nghe để hiểu, để tiến hóa. Nghe để hiểu, để cải đổi. Nghe để hiểu, để mà chúng ta tỉnh thức. Nghe để chúng ta tỉnh thức. Thay vì chúng ta giờ này chúng ta ca nhạc, hát búa, ăn uống tiệc tùng, nhưng chúng ta nghe đạo, nghe pháp. Thế giờ này là cái giờ chúng ta nghĩ là chúng ta không làm gì hết, nhưng chúng ta tranh thủ để chúng ta, để chúng ta làm, để chúng ta nghe pháp để năng sanh trí tuệ, nghe pháp để từ đó mà có cái kiến văn, kiến giả, kiến thức của mình để mà tiến tu. Thật sự là hay, thật sự là tốt nếu như chúng ta biết trân quý, nếu như chúng ta biết cầm nắm. Thì kính thưa quý vị, điều này hết sức là đặc biệt. Cái sự đặc biệt đó nó chỉ cho ta, chỉ cho ta những cái điều mà chúng ta không thể nào mà một cách bình thường mà chúng ta tự do được. Và chúng ta phải có một thiết lập một cái đề án, hay là một cái lập trình, một cái quy củ rõ ràng. Thì cái quy củ rõ ràng này thì chúng ta mới tiến tu được. Chứ còn mà thôi cứ như tà thì công phu uống uổng cho một đời ai, cho một kiếp hữu duyên may mắn ở trong cuộc đời này. Bạch Hòa Thượng đã có mặt trước máy chưa? Nếu Hòa Thượng có mặt trước máy thì con cũng thỉnh Hòa Thượng báo đi, con cũng thỉnh Hòa Thượng. Cho nên ở đây, nếu như chúng ta là một người, là những người đệ tử, Phật tử, giàu cho tăng hay tục, mà chúng ta có một niềm tin, chúng ta có một cái sự cầu đạo, cái sự học pháp, thì một lời kính, một tiếng kệ khi chúng ta nghe nó cũng như là như đã quen nhau từ thở nào. Chứ chúng ta không có chán, mà chúng ta không có bực bội, chúng ta không có khó chịu, mà chúng ta có cái tâm cầu đạo, cầu pháp, nó đặc biệt lắm quý vị. Có những lúc chúng tôi cũng ngồi nghe, hay chúng tôi cũng nghe qua băng đĩa nhiều các sư giảng, có những cái
à, mình cũng bổ khuyết được, có những cái hay, có những cái mới, có những cái lạ, chứ không phải là mình chỉ đi nói có, và mình phải nghe, rồi mình nghe cái lời hay ý đẹp của người ta, rồi mình nghe trên một cái sự chiêm nghiệm, trên một cái trí tuệ của người ta đã suy nghĩ, trên cái tinh thần tu tập, hay trên cái tinh thần thực nghiệm trong cuộc sống này. Vậy nhờ như thế mình mới bổ khuyết được. Chứ còn sự thật ra con người giàu cho có học thật nhiều, có biết thật nhiều, nhưng rồi cũng quên thật là nhiều, chứ không phải lúc nào cũng nhớ hết đâu. Kiến thức là những gì mà chúng ta đã nghe thấy, mà nó đi qua tạo thành một cái tưởng tri, để chúng ta có nhân hay có cái duyên, nó khởi, nó quay trở lại ở trong cuộc đời này. Thì dường như thế ấy, tinh cần giữa quần mê, hay là chúng ta phải tinh cần đánh thức cái sự ngủ say, cái sự mê si của chính mình. Điều này không phải tự động mà chúng ta có thể làm được, mà chúng ta phải chỉnh sửa những cái gì, những cái yếu điểm, những cái tệ hại, những cái tật thối hư, tật xấu của chính mình. Đó cũng chính là một sự tỉnh thức, đó cũng chính là một sự chuyên cần để vượt qua cái gì. Cái thối hư tật xấu đó chính là sự dễ vui. Cái thối hư tật xấu đó chính là, đó chính là con người chúng ta luôn luôn buông thả, sống giải đãi, sống không có tỉnh thức, không có lề lối, không có căn bản. Từ lời ăn, tiếng nói, suy nghĩ và việc làm, chúng ta phải chuẩn xác, chúng ta phải rõ ràng, không có thể ấp ủ mở, không có thể coi như là chúng ta làm mà coi như là nó không có một cái biểu tri gì rõ ràng. Đây là cái điều sai, và cái điều đó không nên, không cho phép chúng ta như thế. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên cái sự tu tập cần lắm những con người, cần lắm cho chúng ta phải có một sự hiển lộ rõ ràng, phải có một sự thiết lập bài bản và căn và bài bản và được tốt đẹp. Dạ, và Hòa Thượng đã có mặt ạ. Sa thủ kính truyền thừa tự quyền rất nhiều. Kính tử chúng tôi đang ở chùa nên có nhiều khi khách đến bất ngờ mà mình không biết phải làm sao. Bây giờ xin được trở lại tiếp tục với bài học ngày hôm nay. Chúng tôi xin nói một ít rồi sau đó sẽ tỉnh thư tập tự quyền để thảo luận một câu. Ở đây thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ rằng hễ mình có cố gắng trong cuộc sống thì như vậy là đủ. Nhưng mà kỳ thật thì nhiều khi mình cố gắng rất nhiều, nhưng mà phải đặt lại câu hỏi là sự cố gắng nhắm vào mục đích nào. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình để tu, nhưng mà mình thường chú trọng cái việc mà trồng cây kiểng trong chùa, đó không phải là cái tội. Nhưng khi mình làm một lúc nhiều quá, mình hỏi rằng tại sao mình nên đầu tư quá nhiều giờ vào việc này, và mình có bao nhiêu thì giờ cho sự tu tập, cho sự hoằng pháp. Mình phải đặt câu hỏi lại. Hay là ngày nay chúng ta vẫn thường bị trôi giạt. Ví dụ mình đi tu mà mình quá chú trọng về máy móc và quá chú trọng về công nghệ, thì ban đầu thì mình tự nghĩ rằng máy móc công nghệ thì nó cũng là cái tốt, có cái đó thì cũng phục vụ. Nhưng mà ông siêu mà tối ngày cứ ôm máy móc hoài thì cũng tội nghiệp mình quá. Tại vì nếu mình cứ ôm máy móc hoài thôi là ở ngoài đời ôm máy móc cho mình không phải vô chùa. Thì cuối cùng chúng ta phải trở về lại là chúng ta phải có sự cân nhắc cái gì nó là vừa đủ. Và ở cái tuổi nào đó thì không ai nhắc cho chúng ta biết chuyện đó hết, mà phải tự mình nhắc với chính mình thôi. Tại vì sao vậy? Chúng ta không còn nhỏ nữa để có người này người kia nhắc nhở, để có người này người kia phải nói với chúng ta là mình nên làm việc này, không làm việc khác. Dĩ nhiên là có được bạn lành, có được thiện hữu nhắc nhở là chuyện rất quý. Nhưng mà rồi mỗi chúng ta phải tự nhắc nhở và cảnh tỉnh chính mình.
Và một trong những điều mà chúng ta cần nên nhớ là trước khi Đức Phật ngài viên tịch đó, thì ngài có nhắc một câu. Khi mình với các vị tỳ kheo cảm thấy buồn là Đức Phật ngài sắp viên tịch và cảm thấy rằng mình mất phương hướng, thì Đức Phật dạy rằng sau khi Như Lai viên tịch rồi thì pháp và luật Như Lai đã giảng giải sao thầy của các con. Thì điều đó là Đức Phật ngài muốn chúng ta luôn luôn dùng cái ngọn đèn của chánh pháp, dùng những cái Phật ngôn ở đâu, ở trong kinh điển. Đó là lý do tại sao chúng ta hàng ngày vào đây không phải là để rảnh có mình ngồi nói chuyện. Thật ra quý vị cũng không rảnh và chúng tôi cũng không rảnh. Nhưng mà khi mình vào đây là gì? Để mình nhắc lại lời Đức Phật dạy. Nhắc lời Đức Phật dạy. Và từ cái lời dạy đó, đó chúng ta bớt đi thái độ chủ quan. Không có điều gì mà đáng sợ cho một tu là mình càng tu càng chủ quan, tức là làm theo ý của mình thôi. Mình nghĩ cái ý mình là đúng nhưng không có đúng. Mình phải nhờ kinh điển. Nhờ kinh điển như vị thầy cho mình lại một cái góc nhìn khác hơn là nhìn từ góc nhìn của tự thân mình. Và những lời Phật dạy, Phật lại là thầy của chúng ta. Vị thầy có rõ, vị thầy có gần, vị thầy có thường được chúng ta sớm thăm tối viếng, thì vị thầy đó mới dạy chúng ta được. Còn nếu chúng ta nói giáo pháp là thầy của chúng ta mà chúng ta ít khi nhắc đến Phật ngôn, thì thật ra chúng ta càng lúc càng xa. Vì vậy rất là cần để chúng ta có một cái ý thức rằng Đức Phật không còn hiện diện trực tiếp như là đối với hai vị tỳ kheo trong bài kinh này. Đức Phật không còn hiện diện trực tiếp như Tôn giả Ananda đã từng sống với Đức Phật. Nhưng mà giáo pháp của ngài để lại là thầy của chúng ta, và chúng ta đừng bao giờ rời xa giáo pháp. Mỗi ngày chúng ta sẽ nhắc một câu Phật ngôn cũng được. Hôm nay Hòa Thượng Tuệ Siêu chỉ dịch chúng ta có 4 câu ở trong một bài kinh Phật cú. Nhưng mà nếu chúng ta học nhớ tâm niệm thì 4 câu đó có thể chúng ta xài cả cuộc đời của mình, có rất nhiều ý nghĩa. Tinh thần, tinh cần giữa sự sao lãng, tỉnh thức giữa quần bê. Bậc trí như là tuấn mã, bỏ sao con ngựa què. Ở đây có nghĩa là nếu chúng ta luôn luôn tinh cần, nỗ lực không có sao lãng, không có dễ ngươi, không có dễ vui, không có giải đãi, và với một thái độ có ý thức được thắp sáng ở giữa một đám đông mà đang mê ngủ, thì thật sự đó là những cái yếu tố của một con tuấn mã. Ở trong cái phòng triển lãm ở chùa chúng tôi có hình một con tuấn mã mang yên ngựa rất đẹp. Và thật ra cái hình tượng đó là cái hình tượng mà chúng tôi lấy từ cái ý nghĩa của bài kệ hôm nay. Bây giờ thì xin được trở lại với Thượng tọa Tư Quyền. Không biết là Thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tư Quyền còn ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa Hoàng Nghị trả lời cho câu thảo luận. Thượng tọa Tư Quyền, tất cả chúng ta tu tập trong thời đại này đó, thì chúng ta thường bị trôi giạt, thường mất phương hướng, và có nhiều cái lôi kéo chúng ta lắm. Ví dụ như là cái việc xây cất hay là máy móc, hoặc giả là việc những cái chuyện thời sự hay là chuyện cuộc đời, thế sự nó chi phối được sống tu mình nhiều. Thì theo Thượng tọa Tư Quyền, cái gì là cái mà giúp chúng ta tái định hướng, giúp cho chúng ta tập trung trở lại và tìm lại con đường xưa mà Đức Phật đã dạy, đó là con đường giác ngộ giải thoát. Làm sao để chúng ta luôn luôn có khả năng tái định hướng như vậy? Xin kính thỉnh Thượng tọa Tư Quyền chia sẻ một vài cái suy tư cá nhân của Hòa Thượng. Của Thượng tọa. Nam mô Bố Thầy. Nam mô Tham Ma. Nam mô Sang Khai. Cái đẳng. Cái Phật Hòa Thượng thì chúng quả thật thì chúng ta có thể nói rằng khi chúng ta bận bịu quá nhiều mà làm sao để chúng ta có thể quay về với những cái gì đó nó bắt đầu căn bản, gì đó chúng ta gọi là một cái thường, hay là con đường mà chúng ta đã chọn, con đường mà chúng ta đã thiết lập ở đây cho chính mỗi cá nhân thôi. Phải tự thiết lập cho mình một cái chúng ta gọi như là một cái thời khóa, rồi từ đó chúng ta dựa vào cái thời khóa đó, nó cũng là cái sự giữ cho mình, kiềm chân mình lại, hay hoặc có giúp mình một ngày đó mình
trong một ngày mình có thể quay lại mình bằng các cái công tác, bằng các cái công đức tu, hay bằng những cái công đức hạnh lành. Chứ còn nếu như mà nó thôi bỏ buông bỏ hết tất cả, thì cái điều đó chúng ta nói trên cái tinh thần giáo điển, trên tinh thần chân lý. Nhưng liệu mà chúng ta nói như vậy, chúng ta có thể làm được như nói không? Thì đứng trên cái nhìn của chính con, thì con cũng lên cho mình một cái giờ khóa, một cái thời khóa căn bản của chính mình, mà xem như đó chính là một cái thời gian của mình quay về cái thời gian sống với một phần gì đó. Chứ còn đi nói cả ngày là như thế thì cái điều đó cũng chưa không dám, cái điều cũng chưa chắc, nhưng ít nhất cũng đã có một cái, cũng có thiết lập một cái thời khóa căn bản, mà con coi đó như là một cái phần hành nhất định mà chúng ta phải tạo, phải làm. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, nó có nhiều thứ, nó có nhiều cái công đức thiện sự mà chính tự chúng ta có thể cho mình một cái chương trình đó, cho mình một cái phần hành mà tự chúng ta phải làm bằng một cái tính tự giác thôi. Chứ lúc đó chúng ta có quá nhiều cái trách nhiệm, quá nhiều bổn phận, quá nhiều việc làm, và chúng ta cứ nghĩ rằng thôi chúng ta phải làm, thì có đôi khi chúng ta đã quên đi cái lợi ích cá nhân của chính mình, đó là chính là sự tu tập. Các cái công tác mà nó thuộc về mang tính tức là phục vụ, chăm sóc như thế này thế kia, thì đó chỉ là những cái việc lành, những cái việc phước, nó mang tính căn bản. Nhưng một cái chuyện căn bản, một cái chuyện đòi hỏi cao cả nhất, đó chính là quay về để có một cái sự tỉnh thức, để có một cái chánh niệm, để có một tỉnh giác, để có một cái sự an trú trong pháp. Thì chúng ta hãy cố gắng một thời khóa, một cái phút giây mà chúng ta thành tâm, chúng ta niệm tưởng đến ân đức Tam Bảo, một phút giây mà chúng ta biết thở ra thở vô cho chính mình, một phút giây chúng ta dừng lại tất cả những buồn vui, những khổ đau, những tâm tư tiền bạc, vợ chồng con cái, bè bạn huynh đệ, tất cả mọi thứ, để chúng ta suy quán, hay là để chúng ta hít vào, để chúng ta thở ra theo dõi chánh niệm, hay là có cái sự quán sát ở trong cuộc đời này. Rồi chúng ta phải già, rồi chúng ta phải bệnh, rồi chúng ta phải chết, cuộc đời nó là vô thường, chúng ta ra đi không biết bất cứ lúc nào. Phải cố gắng tranh thủ thời gian. Còn những cái việc mà chúng ta làm các công đức đó, nó chỉ là một phần hành trang thôi, một phần chút ít gì đó trong cuộc đời để chúng ta có được cái phước duyên thôi. Nhưng nó không bằng cái phước gì, cái phước tu hay cái phước trí tuệ, hay là cái phước tu đó chính là phải quay về với chính mình. Cái phước tu đó đó, nó không phải là một cái gì mà to tát lớn, nhưng nó khó làm để chúng ta làm hoài, để chúng ta làm suốt, để chúng ta làm mãi. Cái điều này nó khó lắm, kính thưa toàn thể đại chúng, nó rất khó. Tại sao nó rất khó? Nó rất khó bởi vì chúng ta khó làm. Nó rất dễ bởi vì chúng ta làm nó không có yêu cầu một cái gì, nhưng chúng ta lại không làm, cho nên trở thành khó bằng một cái thường hằng, bằng một cái thói quen cho chính chúng ta. Bởi vì chúng ta mới bơi ngược dòng được. Chứ còn xuôi theo quần mê, xuôi theo cuộc đời thì nó rất dễ. Để mà chúng ta xuôi theo cái một dòng nước thì nó rất dễ, nhưng chúng ta không lội ngược dòng nước, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải giữ vững thân của mình không trôi đi. Đây là một điều chúng ta cũng cần phải nhớ. Nếu chúng ta có quay về với chính mình thì một phần chúng ta ngăn chặn. Còn nếu chúng ta không quay về, không kiểm soát, không có biết đến cái nội tại, không biết tự thân mình, thì xem như chúng ta đã xuôi theo dòng khổ đau sinh tử cuộc đời này. Và cái sự tỉnh thức đó sẽ khó tìm ở trong chính tất cả chúng ta. Và đây chính là cái ý niệm của con qua câu thổ tượng là vậy.
nếu có được gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin ngài quay lại. Sao chúng tôi tìm thưa tổ chức quyền và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta quả thực là gặp nhiều cái khó khăn. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà sự tự do cá nhân được đề cao quá nhiều, mà phải nói rằng thời xưa đó thì có nhiều điều hơi bất tiện hơn hôm nay, nhưng mà thời xưa được có một điều là người tu á, tu tập thường được nhắc nhở, và sự nhắc nhở của thầy tổ, của đạo bạn thì tốt. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta thường rơi vào trong cái tình trạng đó là mình tự do, mình ít có ai ràng buộc mình hơn, ít có ai đi vào đời sống cá nhân của mình hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta lại rơi vào trong một cái tình trạng gọi là lạc lõng, không được nhắc nhở. Mà cái không nhắc nhở này đó, thì chúng ta hay rơi vào trong hai cái pháp bất thiện mà Đức Phật dạy trong bài kinh ngày hôm nay. Đó là sự giải đãi sao lãng và sự mê ngủ, không có tỉnh thức. Để có được cái sự phấn đấu và sự tỉnh thức thì mình phải tự đặt mình vào trong một cái điều kiện gì đó mà tương đối là mình được nhắc nhở, như là gần bạn lành, gần các vị trưởng lão, hay hoặc giả là thường đọc kinh sách, đọc những lời Phật dạy, hoặc giả là thường tu tập. Chúng ta nên tâm niệm một điều rằng mặc dù mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà cái căn bản nội tại của mình, căn bản của cái gọi là cái tập tính, cái thói quen nhiều đời nghiêm chút của mình, chúng ta gần với ma hơn là gần với Phật. Thì mỗi lần mà mình cảm thấy mình giải đại với người, mình nhớ rằng mình đang gần với ma, và làm cách nào chúng ta thường gần với Đức Phật và dùng những lời dạy của Đức Phật để soi sáng, để nhắc nhở. Chúng ta như là một con thuyền giữa biển khơi. Nếu không khéo, chúng ta sẽ mất phương hướng. Nếu không khéo, thì chúng ta sẽ không biết mình đang đi đâu, về đâu. Chỗ vị trí hiện tại mình cũng không biết, và hướng đi tương lai mình cũng không biết. Và đó là một trong những điều rất đáng buồn. Thứ vì ngày mai này chúng ta sẽ có lớp thắng pháp phổ thông, và chúng tôi là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong râm thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết học ngày hôm nay. Và con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần